Có một con cò lửa nó vừa lùa ở đây xong, nhưng mà chắc là nó nấp trong bèo mất rồi, không thấy xuất hiện lên. Bây giờ phải đi lùa, trời thì đang mưa. Trời trời, xem nào. Lùa xa quá, không lùa nữa rồi, đã quay về. Xa chút ngủ lùa được. Sâu quá. Xả quá, chắc lại chuột rồi. Chứ con em là ngay đây. Đây không nhìn thấy. Xả quá. Giờ tắt máy quay đi trở lại. Đúng rồi, là nó núp đấy. Lượn nó bắt vậy không đúng, đúng kiểu. Đúng kiểu. Nào. con gì đây. Em gì, bán được không? Xảy ra ấy. Thế đấy. Nó sẽ hết pin à?